Hello, chào mấy bạn. Bữa nay là chủ nhật mấy bạn ơi. Bữa nay mấy anh em mình ra hoạt động sinh tồn thử thách một ngày mấy bạn. Mấy anh em mình đi hơi chảy. Giờ mấy anh em mình ra ngoài đồng này kiếm cái gì, bắt cái gì về mình anh em mình nấu ăn nha các bạn, chứ không mua gì theo nha. Mình kiếm cua hay là ốc gì đó, mấy anh em mình tự bắt rồi tự nấu luôn. Rồi đây là nguyên cái đồng nữa các bạn. Bảo mình có quay cái clip trước mình đi bắt cua rồi đó. Giờ mấy anh em mình ở chỗ này. Ở đây cái bãi cỏ đất trống các bạn. Cái nền đất trống chân giữa ruộng người ta. Trống rộng lắm bạn ơi. Bây giờ ở đây bây giờ mình lăn cũng được. Bây giờ mấy anh em mình kiếm mấy cái đường mương nào bắt mấy con ốc mấy con cua luôn nha. Nguyên một cảnh nữa không? Về đồng về nó khô chứ giờ kiếm chỗ chỗ cũng hơi khó. Ở đây cũng hơi mát các bạn. Giờ thôi mình đi nhắc này mấy giờ ta? 9 giờ mấy à? Cái đồng hồ ơi. 10 giờ 1 phút 10 ơi. Chắc này 10 giờ các bạn. Bữa nay mình đi hơi chạy tại chạy qua đây hết nửa tiếng rồi. Hôm nay mình bữa nay không biết mấy giờ về nữa mà chơi nào chán về các bạn. Thôi giờ mình kiếm chỗ mình đi bắt ốc bắt cua vậy bạn ơi, để trưa nắng lên rồi. Nắng lắm. Mấy bạn nhớ theo dõi kênh mình nha, còn trong chút lát nha. Đây rồi, kiếm giờ kiếm gì đây? Đấy, tôi thấy là các mà mình cũng kiếm được mớ ốc bạn. Nè, mình dài con không? Không có nhiều. Mình đi đi tiếp. Tại đây bật cái ruộng này ra. Đây nãy giờ mình em bắt mớ ốc nha các bạn. Đập gì bắt nấy các bạn. Bắt ốc bắt cua luôn nha. Đây là cánh đồng bao la luôn. Mà nước nó lúc hết mấy bạn ơi. Hèn gì chứ. Bữa nay mình lội dài ra ngoài cái ao ngoài đó bắt các bạn. Nắng quá các bạn ơi. Đây có cái đây có cái hố cái chủng còn nước các bạn ơi, còn có cá không? Bữa nay mình xuống thử coi có cá không các bạn. Giống cái này cái hầm trâu quá vậy ta. Xuống rồi mình. Nắng quá anh em ơi. Nắng quá. Trưa này là trưa rồi. Một bạn nhìn khô đồng hết trơn luôn. Đó trời mùa này nắng không có mưa mà nó xả nước cái gì đó. Mưa mà. Gì lạ đây không có các bạn ơi. Trưa nay mấy anh em mình ăn ốc rồi. Ừ, đừng có cua kìa. Mày mua cua kìa. Ở đi hai con ốc đấy. Được con cua. Được con cua các bạn ơi. Con cua. Bỏ nó vô. Lấy gì vậy? Dạ lấy 20 anh ngon lắm anh. Rồi trời nắng các bạn ra cái nước có ông bán xí sáu lọt lại ghé mua mà cái nhà ủng hộ á giùm cả nhà ơi. Lấy người ly đi. Dạ dạ dạ.
sắm bánh gọt ăn bánh lọt đi. Chào cả nhà em ơi, cả nhà ăn. Quê đâu lận? Kiên Giang. Tôi Kiên Giang nè, tôi Bạch Giá, Định Nguyệt. Rồi. Dạ. Anh ở đâu? Xuống nào? Em ở Mỹ Sơn, cũng ở Mỹ Sơn Hồng Đất hả? Hồng Đất hả? Hồng Đất Đất Xài hả? Trời ơi, Bạch Giá mới biết chứ. Trời bắt tay ơi. Trời ơi, tại đây đây một là ở Hồng Đất. Ừ. Tại lúc tôi có số xe đây một, tôi bán là xe chiếc quần ít của tôi á. Đây là Đồng Hương luôn các bạn ơi, ông đi bán sáu bánh lọt nè. Đặc biệt là đường thốt nốt miền Tây. Tại tôi Kiên Giang mà mới biết chứ. Ăn ngọt ăn lạc mấy ngọt bạn. Ngọt đường đường thốt nốt là biết không? Ngon lắm. Đường nước là ngon rồi. Vậy là mình biết miền Tây nhau phải không? Nói gì phần đó nữa. Chưa nắng mà có ly xin sáu ăn là hết sảy luôn nha. Nhìn cái ly là biết, nhìn cái ly biết miền Tây rồi nha. Nhìn giống ngon không? Ừ, giống miền Tây luôn. Là mì trên Mỹ Bình Sơn hả? Dạ. Tôi bà con bệnh kinh 2000 vô qua 2000 không, ngay chỗ mà vé vô 2000 ông kia trúng mấy chục tỷ bên nước ngoài đó. Trúng đó không? Ở trọng gì đều lên cầm trọng cho. Đây. Nè anh Tư nè. Trời ơi chưa rửa. Ăn đại đi. Ngay chỗ mà xuống đi qua bên kinh đi 2000 á. Ngay chỗ mà đi qua tiền vé 2000 cái cầu nước xài á, cầu keo á. Em ở trên nữa. Trên gần trên chợ Mỹ Sơn á. Mỹ Sơn hả? Ừ, của quay anh. Bốn ly 80.000 hả? Dạ đúng rồi. Chậm đi đều lên nha. Đừng. Hả? Đừng thúc nốt nằm dưới nha. Ngon, nhiều béo quá, nhiều béo ơi. Tại đường nhà cái đường thốt nốt á. Không mà đi 20.000 cũng rẻ hả bà. Không rẻ cho nhiều tại ăn đường thốt nốt luôn á. Tại đặc biệt mà ăn chấm đối 2 tiếng hồ mà, ai bán nửa tiếng đây mà. Không lên giá giống như gần gì luôn á. Có gì ủng hộ giùm nha. Cả nhà ơi. Đây các bạn, ly 20.000 nha các bạn. Ngon lắm, để đi đây vậy là. Tại ngon lắm. Bên này mình ăn cho đỡ trời nắng này ăn nó mát rồi. Dạ. No được 2 tiếng luôn á. Sáng giờ bên em chưa ăn gì nữa. Rồi dạ, dạ. Thôi tiền. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rò lên ngon các bạn. Chưa nắng ăn được đi trong sáu này rất là mát nha các bạn. Đi bắt hồi nãy tính lại kia bắt mà không có khui bạn, bắt được mớ ốc nè ơi. Đây mấy em bắt được mớ ốc này các bạn. Đó, giờ đi kiếm củi thôi. Bữa nay mình ăn ốc thôi, chứ không có khui các bạn. Mà mình sáng có đem đồ theo nấu cơm luôn các bạn, có đem cái nồi với gạo thôi luôn nha. Bữa nay mình tính ở đây một ngày luôn các bạn. Chiều anh em mình về mà tính đi bắt ốc bắt cua luôn, mà đây nước cạn quá không có cua luôn mà có ốc không. Giờ anh em mình chuẩn bị đặng nấu cơm các bạn ơi, chắc này 12 giờ rồi. Sáng anh em mình phơi nắng quá vậy mà các bạn ơi. Mình có đem mua thêm cái mình có mua thêm bình nước nữa các bạn. Đặng đây chứ chúng đang có nước sạch đó các bạn ơi, mua thêm bình nước vô gạo rồi nấu cơm rồi. Thôi. Ok các bạn, cái lò cái này mình nãy giờ anh đầu xong các bạn ơi. Giờ mình nhóm lửa rồi bắt được cơm các bạn ơi. Ở đây thì có lá cây đồ cái khô nhiều đó các bạn ơi. Củ xì nhóc. Mà nó hơi gió nha, không có gì che hết trơn. Bên em bữa nay nè, bên em mình đi là chơi là chỉ đem gạo thôi đó. Đứng trên gió nè anh Hậu. Đây gió quá trời luôn à. Má mới bước xuống con đẻ còn giò trời. Đẻ rồi. Táp vô liền đụ má. Rồi. Cơm nha các bạn. Đâu xíu rồi cơm chín rồi mình nướng mấy con ốc rồi mấy anh em mình ăn cơm nha các bạn ơi. Chờ mấy anh em mình trong giây lát các bạn. A few moments later. Đây các bạn ơi. Các bạn ơi, nồi cơm mình chín rồi nha các bạn. Tôi dở nồi cơm anh Tư. Wow. Đó, nó giờ nồi cơm mình chín rồi nha. Cái nồi quá trời đen luôn các bạn ơi. Về trà chứ. Về trà chứ.
Rồi mình nấu xíu nữa cho có lửa than mình nướng miếng ốc rồi nướng mà ơi. Cái bụng quá rồi. Ốc này mình nướng ngon hơn mình luộc nha các bạn. Nướng nó thơm hơn, nướng nó thơm hơn. Quá gì xì nữa. Lấy đũa nó đặt cái nè. Quá hay, đúng rồi đó. Cảm ơn nha. Rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình nướng ốc cũng chín mấy bạn ơi. Rồi cơm mình cũng chín hết cho mấy bạn ơi. Cái này 10 mấy giờ nha anh. 12 giờ 10 mấy bạn ơi, sáng giờ anh em mình đi lúc 10 giờ mấy mà đi bắt cua bắt ốc mà không có cua bắt ốc thôi. Mình cũng đói rồi. Về cũng nấu được cơm rồi các bạn. Có ốc thôi các bạn. Rồi nãy mình cũng có em mình cũng mua thêm mới cá chả người ta bán các bạn ơi. Kiến chưa ta? Các bạn ơi. Mời bạn con ốc ha. Này là ốc đồng nha. Chén nước chấm muối chi chanh nè các bạn. Ớt. Ớt chứ. Cái gì chứ? Rất là ngon bạn ơi. Thôi nướng ăn mới ớt rồi dễ ăn. Wow. Rồi đậm đi. Quá đã bạn ơi. Mời mọi người ăn nha. Ngon cơm rồi. Cơm này mình ăn bốc nữa bạn ơi. Vô đồng mà. Ngon hả? Bốc này nướng quá khét rồi các bạn ơi. Còn chút xíu thịt rồi. Cái này là mình vừa ăn mình vừa nướng luôn nha bạn. Đó, đây là cái miếng ốc mình đây nè. Ăn vừa nướng cho nó ngon nha. Để mình nướng rồi xong bỏ nó ngủ ngắt rồi ăn uống liền. Ăn vừa nó. Đi sáng không đem muỗng đem đũa vậy. Mình hốt này nè, đây mình nắm vô cái mình giò nhậm 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 nè. Cho nó tròn tròn với xôi giò nha mọi người. Cho bóp ngồi cho giò. Cho bóp ngồi cho giò. Cho giò tròn như một cục cái giò. Nó còn nặng quá trứng vậy nè. Trời nó dính tay quá trời. Không mà thật sự rất là ngon các bạn. Ốc mà nướng mà chấm chén mướp chanh. Mướp chanh cái nữa thôi rồi ăn cơm, nóng nữa thôi rồi còn gì bằng quá không? Ngồi cảnh giữa đồng nữa mát đó hiu hiu nữa. Giờ này không có cái giỏng nữa. Trời, giỏng đứt kìa, giỏng ngoài đứt mẹ. Cái này có giỏng văng cái nữa. Trời ơi, rồi ăn xong ăn bay lên anh ngủ cái keo luôn hả? Okay, sáng. Cơm nó dính quá. Không, mà này mà có cơm nguội mới ngon ha. Nguội ngon cơm nó hay nhão á. Hay nhão rồi. Còn này nó khô khô á. Quá trời cái nồi đen luôn rồi. Cảm ơn người. Nồi mà nóng vậy nè mọi người. Hết nhìn ra cái nồi. Để cái mình bây giờ rồi tới cái mù này. Cái mù hả? Mù cua nói gì trời. Mù gạch không hả? Gạch không. Nướng gì không đủ ăn nữa bạn ơi. Quá ngon rồi. Nó lẹ trời không đủ ăn trời. Hỏi miếng miếng luôn. Má nó trống mặt trời trời. Thôi té ngã luôn. Trời trời ngốc này nó khét luôn mà trời nó cháy đen luôn nè. Trời 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 con ốc. Mọi người. Con ốc đụng rổ mọi người. Cái vô đem ra nó. Ốc này răng nướng ra răng nướng khô vậy. Cầm cái trời ơi khét má ơi. Cái khác nào mà ăn này cho khỏi tốn cà phê nha mọi người.
này mình chưa gói các bạn. Ăn được mấy miếng các bạn ơi. Chỉ ăn ốc thôi. Bây giờ mình đẩy cái nồi cơm này các bạn. Đó, bữa nay mình ăn lót dạ buổi sáng. Buổi sáng thôi. Tại vì bữa nay mình thử thách một ngày mà. Cái chiều bữa nay mình về chứ sếp em mới về thì một chút xíu nữa. Bữa nay mình ngưng cái này. Thì bữa nay mình đi kiếm cái mương rồi đó để bắt vài con cá nữa các bạn, rồi về cũng nướng ăn sinh tồn một ngày ở đây. Một video bữa nay mình sinh tồn một ngày các bạn. Thì mình xin đẩy nồi cơm lại bữa nay mình cái trứng kìa. Ăn cái trứng luôn. Rồi mọi người theo dõi mọi người. Còn thêm lắc nữa. Rồi bữa nay mình ăn ốc xong nghỉ ngơi chút xíu, bữa nay mình mất mát rồi bữa nay mình đi bắt cá về nướng rồi về làm ăn cơm rồi chiều mấy anh em mình về các bạn. Thì các bạn đón xem tiếp nha các bạn ơi. Ok các bạn, trong thời gian đó nhà mấy anh em mình nghỉ ngơi á các bạn, cũng hồi sức khỏe các bạn ơi. Cái này cũng 1 giờ mấy rồi, mấy anh em mình giờ đi kiếm mớ cá này về ăn buổi chiều các bạn ơi. Thì bước chân theo mấy anh em mình nha các bạn. Đây à, mấy bạn, đây là cái mương nước nó cạn các bạn, cá nó quá trời cá các bạn ơi. Rồi thấy không? Hôm nay bây giờ xuống cũng xuống mồi các bạn ơi. Tát không? Tát không? Tát lâu rồi. Quá nóng rồi. Nó nhỏ luôn. Tay nó xịt hết rồi. Đây các bạn, cá nhỏ nhỏ các bạn ơi. Bắt luôn các bạn ơi. Sinh tồn mà. Một con cái thật. Cá bự nó lụm hết rồi các bạn ơi. Cá bự người ta xịt hết rồi. Con cái sặc nữa nè. Rồi. Ê, cái giò. Giò. Bảo luôn. Ai giặt ngứa vậy? Vô non không? Đi dạy kia đi. Ôi ơi, đĩa này. Ý. Này còn đĩa nữa trời. Rồi có con không? Cái bu nãy nhóc trời nè, máu còn chảy nè. Mà đừng quay máu. Nước thì nó mát. Cái chút không. Cái là sao lụi hả? Khó lụi. Trời ơi. À, các bạn ơi, bây giờ mấy em mình lặn lội mò đồ cắt kiểu rồi đẻo chân nắng nữa. Được có mấy con nhỏ nhỏ các bạn ơi. Được mấy trái mình bát nè. Coi chút chút mà. Bây giờ bây giờ bên em mình về là cái chỗ sáng bên em mình nấu đồ ăn ở đây nghỉ ngơi bạn ơi. Cho chiều chiều mát bên em mình về bạn ơi, quá trời mệt bạn ơi. Có đĩa đeo nữa ghê quá, máu chảy mình đeo mét kìa, đĩa đeo mấy con nữa bạn.
Cho nên mình nghỉ chút xíu bạn ơi, quá mệt rồi. Mình nãy giờ mình đi mò cá cũng được vài con rồi, nhỏ mọi người ơi. Tại bây giờ anh em mình đứng lụm luôn chứ sao giờ. Ờ mấy bạn ơi, cái này mấy giờ cũng chiều các bạn ơi. Bữa nay mình nướng mấy con cá nữa ăn xong mấy em mình về các bạn ơi. À, dạ. Đang sổ lụa mấy con cá các bạn ơi, nãy bữa nay mình bắt các bạn ơi. Cá nhỏ không à. Khét luôn rồi. Khét nghẹt luôn. Á thơm ta. Con cá này nó nhỏ rồi. Nhỏ đi. Sợ được hả? Con cá lóc cọt. Chút xíu nhiều. Vô. Rồi các bạn ơi. Mấy con cá nãy bữa nay mình đi bắt các bạn. Được 3, 6 con. 6 con cá các bạn ơi. Con cá lóc trà bá luôn mọi người. Con cá lóc cọt các bạn ơi. Giờ anh em mình chiều các bạn ơi, giờ anh em mình tranh thủ ăn đang đi về các bạn ơi, về nhà nghỉ ngơi bạn, mơi đi làm nữa bạn ơi. Đó, hôm nay anh em mình thử thách một ngày sinh tồn các bạn, để ra đồng bắt cua bắt ốc đó mà quay cho bạn xem đó các bạn. Quá trời vất vả, nắng quá trời mưa ơi. Này anh em mình sơ cờ và láng các bạn, lâu lâu ly cái mệt các bạn ơi. Mọi người xin mời mọi người theo con cá nướng nó khác nghẹt như chân vậy. Cục la nha mọi người. Không. À, ăn này là khỏi uống cà phê nha mọi người. Lóc cọt luôn. Nè. Nhớ ăn mấy ăn đi. Chín cái cây luôn rồi. Dạ. Không ăn cá là dễ nè mọi người. Này là cá lóc đồng chín cống luôn nha các bạn. Mọi người ăn nha. Mấy con thôi. Các bạn ăn nha. Bởi bởi mặt luôn rồi. Ây da, ây da. Đây. Nóng hổi thơm phức, vừa thổi vàng nha mọi người. Câu nướng ngon quay. Nói gì đâu, nói gì nữa. Cá nướng ngon quay. Bắt ai cũng chửi thôi. Ăn càng ngon. Bắt thì mình mệt nhọc ăn mà nó ngon. muốn ngon là phải lăn vô bếp đó mọi người. Này anh em mình muốn ăn mà anh em phải lăn ra đồng. Ăn ra lăn ra đồng. Trời ơi có trứng luôn. Nghe trứng không? Rồi, có trứng. Quá đã bà ơi. Sao vậy không? Nước nó hết á. Nước dưới là nó đâu có gì ăn nào nó béo. Ốm lại. Săn thịt. Mời bà các bạn ăn thêm một con cá rô nữa nha. Cái này chấm thằng Thánh này. Thánh thằng thiên địa. Bà
Rồi mấy anh em mình xin kết thúc video đây các bạn ơi. Sáng giờ mấy anh em mình sinh tồn một ngày ở trong ruộng này, trong cái bãi đất trống có cái nền này nữa các bạn. Đó. Rất là mát mẻ luôn các bạn. Mọi người nhớ đi, trong một lần chia sẻ mà được like nha mọi người. Nhớ theo dõi nha cả mọi người. Rồi, mấy bạn coi video thấy có hay thì nhớ like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh để cho anh em mình phát triển nha các bạn. Còn giống video tiếp theo nha. Ừ. Hết luôn rồi. Rồi bây giờ anh em mình dọn dẹp đi về các bạn ơi. Rồi, dọn dẹp anh em mình đi về nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn cái clip tiếp theo của anh em mình, các bạn nhớ đây xin tồn tiếp nha các bạn. Tại vì anh em mình đi làm chủ nhật thứ bảy đồ rảnh mới đi vô trong đồng các bạn. Để anh em mình dọn dẹp sắp xếp rồi về. Hút hút nè.